Edgewood cậu ạ. Edgewood Epic World Cup. Đó, này bên em đang đi lắp trước này. Đó. Các bác nha, đang chuẩn bị lắp lên con xe. Và em vào thấy đây này anh chơi toàn mô tô rồi các bác. Đó. Đó, đây là bộ sưu tập của anh ấy đây các bác ạ. Bộ sưu tập của anh ấy. Đấy. Thường người giàu hay của thế anh ạ. Đây các bác nha. Đó, anh em báo hộp. Cứ bảo sao? Đến bây giờ em mới nhìn được cái thực tế. Ngóng mãi để bóc. Cứ bảo sao? Đấy, anh cứ cho ra đi. Bảo sao nên mặc quần áo đẹp ra. Ai hết tám rồi đặt xe rồi ép bây giờ không. Đặt thế cho nó trông nhàn. Đây em để vào đây cho anh. Đây đặt đây, đánh nốt cái phanh của tôi. Không, em chưa xong đâu. Không, đây. Để đây. Màu rất đẹp các bác ạ. Kiếm bắt đạp xuống nhỉ. Màu thì thôi rồi luôn đấy. Đây là Edgewood Epic World Cup nha các bác nhé. Hiện tại giá đang rất là tốt và size thì nó vẫn đang còn trống. Tuy nhiên size L thì đã hết rồi. Còn bản này thì có hai màu, một màu đỏ đô như này và một màu xanh xanh rêu. Mà thường thường thì anh em sẽ chốt màu đỏ đô nhiều hơn nhưng là màu xanh. Bên em đang bàn giao hoặc tại nhà cho khách. Đây là bộ chuyển động của em nó này các bác này, sơ ram đấy kích. Đó, những cái thế hệ mới bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ giò rất là đẹp, kiểu dáng giò rất là đẹp, nó hơn những cái thế hệ cũ, nó nhìn nó gấu hơn. Và đặc biệt thì có UDH, điều đương nhiên này các bác, đặc biệt là UDH thì điều nó là điều đương nhiên rồi. Đó. Quá đẹp. Nếu mà các bác nào mà muốn chơi xe mà mình muốn mua về là đi thôi thì có thể lấy con này. Lấy con này là ok rồi. Mình đang lắp hoàn thiện. Chút nữa thôi là sẽ giao cho khách. Con này thì là full carbon nhá, full carbon các bác. Từ ghi đông, bánh, cọc viên, sườn. Và điều đặc biệt của những dòng World Cup này thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cây phuộc mà hãng người ta sẽ sơn, sơn cái màu nó ăn theo sườn. Ultimate SL Seat. Nên xuống rồi. Đây các bác, quay kỹ chi tiết cho các bác này. Đó, made in Taiwan. Size F. Size F thì bánh 29 nhé. Hai bánh vẫn bánh 29. Cặp bánh Ravel. Chuẩn bị xe xong các bác nhé, xe chuẩn bị xong rồi các bác nhé. Đó, đẹp chưa? Đây để em sẽ chỉnh cho cái xe nó thẳng lên một tí để cho các bác nhìn. Cái này là của anh ấy hay là của mình đây? Cái của mình. Ờ, của mình. Thấy các bác nhé, đây là mặt bên đây của em nó này. Đó, chúng ta quay mặt bên đây, chúng ta sẽ nhìn đến tổng thể cái bộ group này với cả dáng xe hơn. Đấy, bên em vừa bàn lắp xong.
rất là đẹp. Phục phục hơi vùng này biết dùng không ạ? Biết dùng chưa? Chưa biết dùng gì hết. Hướng dẫn anh ấy dùng phục. Anh có biết cái gì đâu. Cần cái gì thì anh bảo bạn ấy hướng dẫn hết không? Đây, một truyền thống mới đây các bạn này. Chính thức hiện tại. Nó có hai chức năng khóa mở thôi. Cái hành trình của này nó sẽ là. Đây, bây giờ bên em đã xong rồi. Nên khách có yêu cầu là tháo bớt cái miếng nhựa này ra thì nó xấu. Nắp với một cái gọng nước này. Gọng này là hãng cho nha các bác nhá. Và một cái hộp để đồ. Đó. Nó sẽ cho hãng sẽ cho hai cái gọng. Hiện tại thì xe đang có giá thành đang khá là ok. Khi mà nó mới ra mắt thì nó khoảng 320 đến 330. Đó. Nhưng bây giờ thì nó chỉ còn hơn 200 thôi. Một cái giá quá là tốt cho anh em chơi xe. Đấy thì các bác có thể nghiên cứu. Mọi thứ trên xe thì nó đều là carbon, kể cả cái vai của cái phần yên này đều là carbon hết. Đó. Đấy thì các bác có thể nghiên cứu lấy con này thì khá là hợp lý, một trong những con XC mà bây giờ giá thành đang rất là tốt để chúng ta có thể nghiên cứu. Đó, đây, buộc cây phục xít. Một trong những cây phục có bộ lão luôn nha các anh nhá. Anh nha các bác cùng ngắm siêu xe đạp cạnh với những siêu xe máy, siêu mô tô. Màu này rất đẹp, màu đỏ rất đẹp luôn. Đây là size S nha các bác nhá, size S bánh 29 thì form dáng của nó bên ngoài nó sẽ như thế này. Thì rất là thoát xe, chúng ta sẽ nhìn nó từ xa thì chúng ta sẽ nhìn thấy dáng nó như một chiếc xe M của những hãng khác. Nhưng thực tế là về cái chiều cao thì nó là size S các bạn. Cặp dàn đầu Ravel này, cặp bánh Ravel này, yên, cọc yên, sườn là phun carbon. Cái này còn hiệu hơn đổi à? Hiệu hơn cái bô chạy hơi cái gì? Nó sẽ đắt hơn một xíu. Yeah. Nó sẽ đắt hơn. Yeah. Nếu mà anh mua thì nó sẽ đắt hơn. Cao cấp hơn. Vâng. Edgewood thì nó hay làm về những cái sản phẩm nó đắt hơn một xíu. Nên là nó mua nó khó hơn. Không phải đâu, kể cả có nhà phân phối đi nữa, nó cái lượng hàng của nó vẫn ít hơn so với check. Đấy, nó lại làm kiểu thế các anh ạ. Ê, áo này là đó, rất là đẹp.